Tôi cứ cắm tai nghe vào nghe. Nghe nhiều nó sẽ thông tai. Kiểu như nghe tin thời sự ấy. Ghi nôm một về hết phải về lớp mua bằng kỹ sư quản ổn không? Mua bằng bên mình không biết bạn ạ, cái vụ mua bằng thì mình chịu. Anh dạo này có khỏe không, hỏi như người yêu cũ hỏi ấy. Bằng liên thông đại học vẫn đi được kỹ sư đúng không? Thật ra thì đi được nhưng mà bên mình thì anh có mối AI Gia Minh à, tao sẽ chụp ảnh tao sẽ đăng lên Facebook. Thôi em ạ, à, thôi mày đi du học đi em. AI thì có nhá, AI bên anh có tuyển nhá. AI anh có tuyển AI. Job AI có job AI nhá. Nhưng mà mày thì đi du học đi em ạ. À. Mày bảo mày đường cùng mày vào hút cơ mà, thằng khốn. Chào thanh niên, chào anh em. Giờ đang tục cô tê, muốn về kỹ sư. Muốn về đi kỹ sư được không bạn? Được, về thôi, về xong rồi làm về xong rồi về về xong rồi làm 1 năm kinh nghiệm liên quan đến kỹ sư rồi có thêm N3 nữa là quay lại ok. Đường cùng rồi à? Thôi nói chung là học hút cũng được em ạ. À. Học hút xong rồi nhiều học bổng xong rồi sang Nhật. Nhưng mà nói chung là anh chưa tin chúng mày nào. Chúng mày tuổi tuất chứ, nhưng mà chúng mày hai thằng chúng mày mày với thằng Linh này, mấy thằng ăn tục nói phét. Không phải tin được chúng mày được. Còn job AI thì có tuyển nhá, AI bên Nhật có tuyển nhá. AI thì ngoài Nhật ra thì các nước ngoài tuyển mà. Nói chung học giỏi thì đầy cơ hội để đi ra nước ngoài. Học hút thì nó nhiều học bổng. Đặc biệt là liên quan đến các cái ngành chất lượng cao. Thiết kế xây dựng ở Nhật thì thường là làm nhà dân hay ở nhà công nghiệp. Thiết kế xây dựng nằm ở các cái dự án công trình ấy, các cái tòa nhà ấy, chung cư chung kiếc ấy, có đơn chuyển việc không vậy? Rất nhiều thực tập sinh về nước 35 cao đẳng có job đầu Việt Nam không, nhưng phải có kinh nghiệm 1 năm liên quan đến đấy nhá, liên quan đến đến kỹ sư nhá, tức là phải làm 1 năm liên quan đến kỹ sư thì mới ấy được. Đi xây chứ ít khi cho đi thiết kế lắm. Tại sao lại đi xây? Người ta tuyển kỹ sư thiết kế nên là ngồi ngồi làm thiết kế chứ đi xây, buồn cười thật đấy nhỉ. Tôi tuyển kỹ sư chứ có phải tôi treo đầu dê bán thịt chó đâu mà đi xây đấy nhỉ. Học tiếng Nhật có khó không anh? Đơn giản, rất đơn giản. Khó gì, anh có đơn nào đi kỹ sư cơ khí ở Tokyo không anh? Kỹ sư thiết kế cơ khí thì có nhá bạn nhá, thiết kế cơ khí rất nhiều. Osaka, Tokyo cụ thể là làm việc gì chứ, cứ hỏi cứ có đơn không, có chuyển việc không, bao nhiêu việc, IT cơ khí xây dựng cụ thể ra chứ. Em chưa học gì về IT, tiếng Anh ở mức trung bình, trung học phổ thông, đang học L2. Có lên học IT không? Em đã học ngành gì mà có lên học IT không? Em chưa biết. Em chưa biết gì về IT, cụ thể đang ngành gì chứ. Bữa em gặp anh đi siêu thị này, ô siêu thị ở đâu ơi? Kiều Hương Giang. Em gặp anh đi siêu thị ở đâu ơi? Cơ khí bên mình chỉ có thiết kế cơ khí thôi anh em ạ. Ôi này đẹp trai này. Siêu thị ở ga Hitachi à? À, thế à? Ờ, thi thoảng cái siêu thị đấy nó gần nhà chứ, chứ còn siêu thị đấy thì là nó có cá mấy cá, cái đồ hải sản thì là rẻ rẻ hơn cái siêu thị ở cái siêu thị gì nó ở trong khu này ấy nhỉ, trong khu đường Hoa Anh Đào ấy. Còn lại thì rau cỏ thì ở trong, ở siêu thị ở trong nó rẻ hơn. Chẳng qua là cái chỗ đấy
cái chỗ đấy thì nó gần nhà cho nên là kiểu tiện tiện thì anh đi ra đấy thôi. Em vừa tốt nghiệp cấp 3, tiếng học tiếng Nhật được 1 năm rồi, đang học năm cuối trường tiếng. Nếu tiếng Anh không biết thì nên học IT không? Đang học năm cuối trường tiếng tức là đang bên Nhật à? À. Học IT là phải giỏi nhá, học IT là phải giỏi đấy. Mà IT bên Nhật thì IT bên Nhật thì tôi thấy các bạn học IT bên Nhật các bạn gọi là học cho có thôi, chứ còn mấy ai học IT xong rồi ra ra trường làm đâu. Kasumi, đúng rồi, Kasumi ấy. Rau ở Kasumi thì rẻ hơn cái siêu 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 thị đấy, nhưng mà cái ở siêu thị đấy nó có tôm với cá là rẻ hơn. Cái siêu thị ở gần ga là tôm với cá nó rẻ hơn. Nói chung là hai siêu thị đắt. Thì thoảng anh hay đi Gyo Mự, ra Gyo Mự mua cánh cánh gà ăn. Gần ga, gần Kasumi có quán rau rẻ. Quán rau á? Ô, quán rau chỗ nào ấy? Quán rau à? Anh không biết, anh không biết. Anh không biết. Em tốt nghiệp Bách khoa bằng điện tử viễn thông. 1 năm kinh nghiệm làm IT N3, có cơ hội làm việc bên đó không? Ibot luôn, Ibot anh luôn khoa vũ nhở? Có luôn. N3 cộng 1 năm kinh nghiệm có luôn, Ibot anh luôn. GLBT với NatTest đều được nhỉ? Ừ, thật ra là hai cái đều ok. Cái quan trọng nhất là cái qua nếu bạn chém gió được là được. Học thiết kế cơ khí chuyên dùng Solidworks có đi đơn nào, có đi được không? Được. Solidworks cũng được. Có thêm tiếng Nhật N3 với cả kinh nghiệm nên là ok. Mặc cái áo rồi lạnh quá. Ông anh ơi, ngoài đề tí, cậu tôi già rồi trong tiếng Nhật nói sao? Cậu tôi già rồi á? À, câu tôi già rồi à? Tôi già rồi à? Tôi già rồi, tất nhiên là nói là Toshio Torimasta. À, hoặc là Watashi wa kore sa ni natta, kore sa ni narimasta, kore sa ni natte shimaimashita, kore sa ni natte shimaimashita. Em kinh nghiệm làm xưởng 2 N2 đang ở Nhật, liệu có chuyển qua thiết kế được không? Thật ra là có, nhưng mà bạn phải phải học, phải phải luyện vẽ đi, luyện vẽ xong rồi tìm công ty nào mà người ta không luyện vẽ xong rồi học các kiến thức liên quan đến cơ khí ấy. Xong rồi tìm công ty nào mà nó tuyển không yêu cầu kinh nghiệm ấy, thì khi đấy ứng tuyển. Và khi phỏng vấn thì bạn phải thể hiện được rằng là bạn đang chuẩn bị cho cái việc thiết kế ấy. Bạn học vẽ này, bạn học liên quan đến cơ khí này đấy, thì khi đấy thì đấy nó sẽ một điểm cộng lớn, đặc biệt là tiếng tiếng N2 nữa, phải luyện là cai qua cho tốt rồi. Khi mà nói chuyện thì bạn trả lời mướt là mượt và là ok. Anh em học bách khoa năm nhất, em cảm thấy không thể theo được nữa thì phải làm sao? Em muốn dành thời gian yêu đương các thứ chứ thanh xuân học học mãi vào đừng. Đọc câu trên là tao đang định tư vấn rồi, xong đọc câu dưới là tôi nên nghi nghi. Em học bách khoa năm nhất cảm thấy không thể theo được nữa thì phải làm sao? Em muốn dành thời gian yêu đương các thứ chứ cả thanh xuân học học mãi có được đâu. Câu này tôi sẽ đăng lên Facebook nha, câu này mình sẽ đăng lên phở bò để gọi là làm lấy cái ảnh. Em học ngành điện tử anh, ngành điện tử. Ngành điện tử làm thiết kế á, ngành điện tử làm thiết kế cơ khí á,
mà có thiết kế điện học BLC nữa không, là học nằm bây giờ học BLC đi em, học điện tử thì nằm BLC đi, thiết kế điện đấy. Anh ơi có nhất thiết phải GPT không, em thấy GPT không cây qua được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ai bảo cứ ta, ai bảo không có nghĩa gì, ai bảo không có ý nghĩa gì. GPT nó là một cái tờ, các cụ bảo rồi, cầm vàng thì sợ vàng rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no. Đúng, đúng là cai qua, có GPT không cai qua được thì là nó cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bạn có một cái bằng để nó chứng minh cho người ta thấy rằng là bạn cũng có học hành, bạn bạn muốn phỏng vấn được bạn phải qua được vòng CV cái đã, đúng không? Bạn muốn thể hiện được là bạn nói được thì bạn phải qua được vòng CV. Bạn không có bằng thì làm sao người ta cho bạn qua vòng CV được? Ai người ta biết, người ta nhìn CV của bạn làm sao người ta biết được bạn là có tiếng Nhật là mấy? Cho nên là không phải là không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa gì thì người ta thi làm gì? Anh em học đại học Việt Nam chuyên ngành tiếng Nhật, Nhật Bản học có tiếng N2 qua ngành gì? Qua làm văn phòng em ạ. Anh chị em nào học kỹ sư kinh tế hay là Nhật Bản học thì học thêm mấy cái kỹ năng liên quan đến Word, Excel đi, thì sang làm văn phòng. Anh đang tuyển job văn phòng từ đầu Việt Nam, yêu cầu tiếng Nhật N2 trở lên. Em học bài 1 thì bao lâu mới hết N3? Cứ học đi rồi sẽ hết, 1 năm thôi là hết. Hôm nọ mình xem được video bởi nó gì nhỉ, tức là mình sẽ như nào, mình đừng có nhìn những cái, đừng có nhìn còn bao lâu mà phải nhìn xem là mình học đến, mình học được đến bao lâu à, cũng quên mất rồi. Em đọc công nghệ thông tin 53 GBA 3.3 nhưng chưa xác định được chuyên ngành. Công nghệ thông tin 53 GBA 3.3 còn chưa xác định được chuyên ngành nữa. Thế thì học liên quan đến hạ tầng IT đi, xây dựng hạ tầng IT đi. Nếu học giỏi thì học hạ tầng IT. Còn học bình thường thì cứ lập trình web, lập trình app thôi. Đấy là những cái ngành nhiều 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 job. Hạ tầng IT thì trong đấy nó có các ngành liên quan đến cloud à? Cloud và lủng ấy. Bạn lướt mấy cái video của tôi là tôi hay ghi trên đầu ấy. Hoặc là trong cái video đầu tiên tôi ghi là bạn sẽ thấy những vị trí bên Nhật tuyển rất nhiều. Còn không biết học gì thì cứ học lập trình web, lập trình app đi. Kỹ sư giờ phí cao quá anh ạ. Đâu cao ở đâu, cao chỗ nào anh không biết, chứ bên anh thì nó ấy nhá, nó tùy tâm em ạ. Ôi Jasmine là sai, yes Jasmine là sai. Kỹ sư chưa tiếng, chưa tiếng gì thì không nói chuyện. Chưa tiếng thì không nói chuyện em ạ. Học kỹ sư quản lý xây dựng có công việc không? Quản lý công trình. Quản lý xây dựng thì làm quản lý xây dựng, quản lý công trình luôn. Vừa ra trường nên đi luôn hay học tiếng trước thì khi đi, xem video anh ghim nhá, xem video anh ghim. Em có bằng ngôn ngữ Anh thì có đi được đơn từ Nhật không? Phải có tiếng Nhật em ạ. Cơ điện tử tạch nhiều không anh biết đâu được. Anh bắn một câu tiếng Nhật cho em mở mang bầu trời, vừa bắn xong, vừa bắn xong. Những job ngành điện tử gồm những gì, xem anh video anh ghi trên đầu. Mấy môn lý với toán áp dụng nhiều không? Anh ơi nên tặng quà gì để ra mắt, ra mắt ai, ra mắt ai, ra mắt công ty à? Kỹ thuật nhiệt bách khoa nằm 54 N4 có đi được không? Kỹ thuật nhiệt á, kỹ thuật nhiệt thì nhiệt thứ nhất là anh không tuyển, thứ hai là L4 thì là nó hơi hơi chưa ứng tuyển được em ạ, phải là ba cơ. Anh 30 chưa biết tiếng học bao lâu được em? Mà học 1 năm anh, 1 năm là có L3 rồi. Ngôn ngữ web bên kia phổ biến là gì? Java, PHP, JavaScript, C, C cộng cộng, gì nhỉ? Cái gì chấm nét chấm đồng đấy, ở đấy. I got not. I don't understand. Kỹ sư dân dụng là 4 à. IELTS 5.5 có đi ok không? Là 4 xây dựng phải là 3 anh em nhé.
Anh ơi, bên chỗ anh có job ngành kỹ thuật điện không? Có, kỹ thuật điện thiết kế điện đấy, làm chính VLC đấy. Anh ơi đọc bên này đi ạ. Ừ thì vẫn đang đọc đấy.